Hello, dạ chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Quốc Việt. Kính thưa quý vị, mấy ngày gần đây thì thông tin về hộ gia đình Thiền An bên bờ vũ trụ liên tục được cập nhật bởi những cái luật sư mà bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho họ ha. Cái nhóm luật sư này đang yêu cầu rất là nhiều thứ, nào là triệu tập người này, thư mời người kia, hay là cầu cứu khẩn cấp lên trung ương, rất là nhiều những cái đơn đã được gửi đi. Và những cái người mà theo dõi vụ việc á, thì cảm thấy rằng á, là có nhóm luật sư này rất là nhiệt tình và họ rất là yêu mến để bảo vệ cái thân chủ của họ. Bảo vệ là một chuyện nhưng mà yêu mến là một chuyện khác. Bằng chứng là gần đây thì họ nói là họ được fan hâm mộ tặng quà cáp gì đó, và họ hứa hẹn sẽ tạo một cái buổi buổi tiệc để ăn mừng ở trong hộ gia đình Tà Am đó. Nói chung là họ rất là yêu mến những người trong Tà Am. Đó là cũng tốt thôi. Bởi vì rõ ràng hộ gia đình Tà Am bây giờ chỉ còn người già với trẻ em phụ nữ không à, thì nhóm luật sư này thì phải yêu quý chứ, đúng không? Nói nó vui vậy thôi cả nhà. Còn cái ý đồ sâu xa hơn sao thì cái chuyện của người ta làm mình không biết, không quan tâm, nhưng mà bề ngoài đó thì họ nói như vậy, chúng ta nghe vậy thôi. Và dạo gần đây đó thì rất là nhiều những cái yêu cầu của nhóm luật sư đã được đưa ra, đúng không? Nào là yêu cầu, nào là cầu cứu, nào là mời người này, triệu tập người kia, thì trong đó có ba lần là cái nhóm luật sư đã yêu cầu hoặc là mời những cái người họ cho là có liên quan đến để dự phiên tòa. Cái nhóm thứ nhất, rồi cái nhóm thứ hai. Nhóm thứ nhất thì có ông Thắng, bà Mai, rồi công an này công an kia rồi đó. Cái nhóm thứ ba là danh sách 40 YouTuber. Rồi mới đây tối hôm qua thì nhóm luật sư tiếp tục mời thêm những cái người kêu bằng cán bộ lãnh đạo cấp cao rồi đó, như là chủ tịch nước Trương Tấn Sang nè, rồi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nè, những người cộng cán, rồi Liên đoàn Luật sư, rất rất nhiều, nói chung là những cái bác lãnh đạo đó. Thì không biết là nhóm luật sư này đã âm mưu hay chủ mưu gì, nhưng mà họ mời rất là nhiều người. Nếu như cái nhóm thứ nhất, nhóm thứ hai, chúng ta thấy vớ vẩn đó, nhưng mà nghe mình cũng nghe đồn, những cái thông tin phong phanh đó là họ đã yêu cầu và tòa đã triệu tập rồi. Tòa đã mời cả nhà, không phải là vớ vẩn đâu. Mấy anh em thì cứ nói là cái nhóm luật sư này thật sự là thích ồn ào, gây náo nhiệt, rồi đưa những cái yêu cầu vô căn cứ. Nhưng mà ở phía tòa án thì không nghĩ vậy. Người ta nói bây giờ anh thích phải không, tôi chịu, mời liền. Coi như là nhóm luật sư cũng ý cái ở bên phía tòa án cũng đáp ứng một phần cái yêu cầu của nhóm luật sư cả nhà, chứ không phải là giống như chúng ta suy nghĩ là không có mời. Nhưng mà có rồi đó. Có ai thì mốt đi cả nhà sẽ biết ha, cũng đáp ứng một phần chứ không phải là đáp ứng tất cả nha. Còn riêng về cái nhóm YouTuber thì mình không có nghe. Cái nhóm thứ nhất á, nhóm thứ nhất ông Thắng, bà Mai, rồi Diễm My, rồi công an, rồi thầy Nhật Từ rồi đó, nói chung là mời cái nhóm đầu tiên á họ đưa ra thì tòa án đã đáp ứng rồi, đã mời, gửi thư mời rồi, và chắc chắn đến cái hôm 20 tháng 7 tới thì những cái vị mà được nhắc tên á sẽ có mặt. Nhưng là ai thì chúng ta còn phải chờ lại nữa, chứ không phải là cứ tòa án yêu cầu gửi giấy thì người ta đi đâu, đúng không? Người ta có những cái công việc riêng hoặc là có những cái đơn xin gì đó thì nó khác. Cho nên chúng ta cùng chờ đợi, đến đó thì sẽ biết ai là người có mặt ha. Rồi thêm một cái nhóm mà khuya ngày hôm qua họ đã lên tiếng, đó là các bác lãnh đạo như là bác Trương Tấn Sang ha, bác Trương Hòa Bình, rồi cán bộ luật sư ở Liên đoàn Luật sư. Rồi nói chung là tối hôm qua đó thì họ nói là tới 6 người lãnh đạo cao cấp. Thì mới đây, mới có rộp thôi, cái nhóm luật sư của Tà Am đã thông báo rằng đã có 4 người nhận lời. Tức là họ nói là mời 6 người, đúng không? Mời 6 người lãnh đạo cấp cao đó. Thì đã có 4 người nhận lời. 4 người nhận lời và đến phiên tòa vào ngày 20 tháng 7. Mình không biết là cái nhóm luật sư này nói thiệt, nói giả hay nói dốc. Nhưng mà xem ra thì họ đã tiếp tục ghi điểm trong mắt của người hâm mộ, đặc biệt là những cái fan mà fan cuồng của Tà Am, đúng không? Bởi vì họ yêu cầu là đáp ứng, yêu cầu là đáp ứng. Nói chung á thì cái việc đáp ứng này thì cũng tốt, bởi vì họ trên tinh thần là thượng tôn pháp luật, nói rằng nhờ những vị lãnh đạo cấp cao này đến đó để kiểm soát phiên tòa, để xem á phiên tòa có vi phạm tố tụng hay là vi phạm cái gì hay không, và có công bằng hay không. Đây cũng là một điều rất tốt chứ, đúng không nhà? Về cái mặt ở ngoài thì chúng ta nghe những cái luật sư nói á, thì chúng ta hiểu là như vậy, nhưng mà âm mưu đằng sau bên trong thì chúng ta chưa biết như thế nào. Nhưng mà nghe luật sư rất là tự tin và nói rằng đã có 4 vị lãnh đạo đã chấp nhận đến dự phiên tòa. Mình không biết là bác Trương Tấn Sang hay là bác Trương Hòa Bình hay là bên phía Liên đoàn Luật sư hay là của ai,
Bộ Công an thì mình không biết là cái vị nào, nhưng mà họ khẳng định là 4 người. Nhưng mà chúng ta cũng phải nói lại một lần á, là cái nhóm luật sư này không phải là người thật thà. Chúng ta phải thừa nhận chuyện đó. Như cái hôm ngày 30 tháng 6 đó cả nhà, cái phiên tòa rõ ràng bên phía luật sư bị hại là luật sư Vũ với luật sư Phục á, là người ta đâu có yêu cầu hoãn phiên tòa đâu, nhưng mà nhóm luật sư á năm lần bảy lượt nói rằng cái nhóm luật sư ở bên phía bị hại, tức là hai luật sư bên phía bị hại cũng yêu cầu hoãn phiên tòa, nhưng mà cuối cùng không có. Vậy rõ ràng cái nhóm luật sư này đã không thành thật. Thì người ta nói mà một lần bắt gặp năm ba lần không, thì chúng ta đều đủ để đánh giá rồi, bởi vì không phải họ nói một lần, họ vô tình nói là nhóm luật sư bị hại cũng yêu cầu đâu, mà họ nói rất là nhiều lần, như mình nói là không không dưới ba lần đó, là họ khẳng định rằng luật sư bên phía bị hại cũng yêu cầu tạm hoãn phiên tòa, nhưng mà không có. Mình đã hỏi đi hỏi lại rồi, hai luật sư đó khẳng định rằng không có cái chuyện yêu cầu hoãn phiên tòa. Ngay cả luật sư Phục trả lời mình cũng nói là tôi thấy là hồ sơ chứng cứ vậy là quá đầy đủ rồi, không có cái chuyện là yêu cầu hoãn phiên tòa. Nhưng mà cái nhóm luật sư năm luật sư của bên phía tạm lại nói láo rằng là nhóm luật sư bị hại cũng yêu cầu hoãn phiên tòa. Vậy chứng tỏ một điều là những cái lời nói của nhóm luật sư này không đáng tin cậy. Do đó suy xét trở lại với cái vấn đề họ mới thông báo chiều nay, đó là đã có 4 vị lãnh đạo chấp nhận cái thư mời của họ và đến dự phiên tòa, thì chúng ta cũng 50-50 chưa chắc ăn. Bởi vì nhóm luật sư này là có tiếng mà. Trước đây thì có là hợp tác xã kịch khung, sau là tới hợp tác xã kịch khung khẩn cấp, rồi tới bây giờ là luật sư nói láo nữa, thì đâu chúng ta đâu có thể tin tưởng được, đúng không? Còn những chuyện khác chúng ta không quan tâm, bởi vì cái thông tin mà họ nói hoãn phiên tòa, nhóm luật sư bị hại yêu cầu hoãn tòa chúng ta đã có xác nhận, cho nên chúng ta tin chắc rằng nhóm luật sư này đã nói láo, thấy không? Rồi thì nghe cái thông tin mà bên phía luật sư Thiền Am khẳng định rằng đã có 4 vị lãnh đạo chấp nhận đến dự phiên tòa, thì mình cũng thấy cũng vui vui cả nhà, đúng không? Bởi vì rõ ràng những cái bác lãnh đạo cũng đang rất là quan tâm đến cái vụ việc này, cho nên khi mà có thư mời thì người ta lập tức đi. Đó cũng là một điều đáng hay, đáng mừng đó, đi đến kiểm soát cái phiên tòa rồi để xem hội đồng xét xử như thế nào, xem luật sư bị hại rồi nhân chứng, một cái phiên tòa rất là lớn, đúng không? Để thôi nghe, cứ nghe báo chí, nghe truyền thông, mạng xã hội, nhưng mà không có nghe chính cái người trong cuộc lên tiếng thì nó khác, đúng không? Cái này cứ hôm đi dự phiên tòa rồi thì ai cũng đổ bệnh hết trơn cả nha, luật sư Vũ rồi một số anh em mình cũng cứ an khó chịu. Hôm nay thì nó đỡ rồi, đã đầy đủ năng lượng để chuẩn bị đi đến đó tường thuật lại cho cả nhà nghe cái diễn biến cụ thể của phiên tòa. Đặc biệt là ngày mai mình sẽ gặp gỡ một số nhân chứng. Nhân chứng này thì cũng không có lạ, mà cũng rất là biết rành về cái câu chuyện Thiền Am. Hy vọng rằng gặp nhân chứng thì sẽ có một số cái câu chuyện để chia sẻ cả nhà tiếp tục ha. Ngày mai nữa ha, ngày mốt thì chúng ta lại đến với phiên tòa ha. Mình sẽ cố gắng đi đến đó thật sớm để tường thuật lại tất cả những chi tiết có liên quan đến vụ việc này cho cả nhà ha. Rồi thôi thì hôm nay chỉ thông báo cả nhà là nhóm luật sư đã nói rằng có 4 vị lãnh đạo chấp nhận tham gia phiên tòa. Không biết là tham gia như thế nào, bằng cách nào, hoặc là cử cán bộ gì đó, thì chúng ta cùng chờ xem ha cả nhà. Rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.